Em Tình Hàng Bãi xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác. Để giải đáp vấn đề của anh chị, cô dì, chú bác hôm ngày hôm nay là nồi cơm giá 450.000 hoặc là giá 300.000 gì đó có nấu được cơm không, cơm có ngon không, hay là có dùng được không, hay là mua về vứt đi. Thì bây giờ là em xin giải đáp cho anh chị, cô dì, chú bác nhé. Thì con này là con Hitachi, tối qua con số 3 em có bán giá là 450.000 và con này chưa có ai chốt hết cả. Thì hôm nay em mang ra nấu cơm luôn, đây cái giác cán alo này, nấu cơm luôn cho anh chị em xem. Đó. Thì đây. Đó, cơm có ngon hay không thì các anh chị nhìn nhá. Em xới này, không hề ướt nhá. Không hề ướt gì hay cái gì nhá, này. Và lòng nồi có xước nhá, anh chị hỏi lòng nồi có xước mà nó có dính hay không thì đây, dính hay không thì đây, nhìn đây đó, nhìn đây đấy, có dính một miếng nào không đó, xước thì xước nhá, không dính một miếng cơm này 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 đó, cơm qua lại này không dính một miếng nào luôn đó, dính em bao dính nhá, dính trả lại tiền nhá đó, không hề dính, không hề dính và cơm cực kỳ ngon nhá. Đây, nồi cao tần đây, như thế này mới gọi là cơm của nồi cao tần này đó. Cơm này gạo nấu rất là bình thường đấy, gạo này có 12.000 một ký thôi, không sống một hạt cơm nhá anh chị em mình nhá, không sống một hạt cơm nào. Đó, giá 450.000 anh chị em đã có một con nồi cao tần, giá rất chi là rẻ, bởi vì sao, nó có vỡ đây xíu này. Đó, không ảnh hưởng gì, như cơm này, cơm bao ngon, cực kỳ ngon. Đó, anh chị ăn vào mồm là mà bỏ ra cái đồng tiền để ăn vào mồm như vậy là quá xứng đáng rồi, giá thành rẻ. Đó. Nhưng mỗi tội nó là điện 100 thôi. Nhiều nhà anh chị không có điện 100 thì nó rất là hơi cực. Thì con những con như này thì anh chị có thể mua về sơ cua, hoặc là anh chị em là kinh tế thiếu hụt mà có ít tiền, hoặc là những anh rất muốn dùng nồi cao tần nhưng mà vợ chưa cho mua thì mua những con như này. Về vợ chỉ có khen thôi chứ không có chê nhá. Đó, chê thì chê ở ngoài nó xấu thôi, nhưng mà cơm thì không thể chê nào được vào đâu rồi. Cơm này thì không thể chê được vào đâu rồi. Này, cơm này không sống, không nhăn gì hết cả. Đó, giá chỉ có 400.000 thôi. 450.000 bao phí vận chuyển. Đó, phí vận chuyển em mất thêm 100.000 nữa, có thanh giá con mấy, con này em chỉ bán có rất là rẻ. Nên là anh chị em nào ít nhu cầu thì có thể mua con như này nhá. Đó, anh chị em mình có thể tham khảo. Đó, vậy thôi, em chỉ có review cái nồi này đến đây thôi. Em thử nồi cho anh chị em thấy là cơm có ngon hay không, và nồi 400.000 thì có dùng được hay không. Thì đây là câu trả lời nhé. Đó, rồi chào anh chị.